Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Nick đi lên Gò Vấp có việc, đi ngang chợ Gò Vấp. Đi ở đây cũng nhiều lần rồi nhưng mà chưa bao giờ là vô cái khu vực chợ này. Thì hôm nay thì có thời gian tí ghé vào chợ tham quan, đi một vòng chợ, quay và review lại cho cô chú anh chị và bạn cùng xem luôn nha. Hiện tại thì Nick đang có mặt ở đường Nguyễn Văn Nghi. Đây là khu vực phía trước mặt Nick thôi, đây là khu vực của chợ Gò Vấp nha. Nó hôm nay như thế nào, mời cô chú gì và các bạn cùng đi theo tiếp vào trong nhé. Chợ còn nhà lòng chợ thì bên tay phải thôi. Ở chị này đang làm cá. Chợ ở Việt Nam được một cái rất là hay, đó là muốn mua cá thịt gì đó ra chợ, muốn làm luôn, làm sạch như thế nào, muốn chặt như thế nào thì mấy cô mấy chị làm luôn, mình mang về mình chỉ rửa sạch lại cái mình nấu ăn rất là dễ nhé. Theo sách sử ghi lại thì chợ Gò Vấp được hình thành từ năm 1897, là một trong bốn chợ được xem là cổ nhất của Sài Gòn gia đình xưa. Các chợ kia là chợ Bến Thành ở quận nhất, chợ Quán ở quận 5 và chợ Long Kiển ở đường Tôn Thất Thuyết thuộc quận 4. Thuở sơ khai, nơi này là một rừng cây vấp nằm trên triền gò cao nên được người dân gọi là Gò Vấp. Tên Gò Vấp sau này được gọi trại ra từ cái tên này. Lúc bấy giờ thì dân còn thưa thớt, chủ yếu họp chợ để bán mua các mặt hàng thổ sản, rau củ mà thôi. Có thuyết cho rằng nguồn gốc của tên Gò Vấp là do trước đây nơi này là một ngọn đồi trồng cây vấp. Cây vấp có nguồn gốc từ các nước châu Á nhiệt đới như là Ấn Độ, Sri Lanka, Malaysia, Việt Nam. Cây có thân gỗ lớn, thuôn thẳng, cao từ 15 đến 20 mét, vỏ cây màu nâu đen, tán lá rậm hình chóp, cành nhánh rồng. Trong tiếng Chăm, cây vấp còn có tên là cray, tên tiếng Việt là vấp hay vấp lùng. Tuy nhiên, hiện nay ở Gò Vấp người ta không còn tìm thấy dấu vết của cây vấp. Các bậc cao niên ở vùng đất này cũng không còn nhiều thông tin về loại cây này. Có người cho rằng hiện tại ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn trồng hai cây vấp có tuổi thọ trên 100 năm. Ở chỗ này có cái sạp bán các loại mắm nhìn cũng rất là hấp dẫn nha. Ngày xưa hồi nhỏ là Nick cũng không biết ăn mắm đâu, gặp mấy cái loại mắm này sợ lắm, nghe mùi với nhìn là sợ lắm, nhưng mà sau đó dần dần ăn được rồi thì thấy rất là ngon luôn và rất là nhớ nha. Có những lúc mà đi công tác ở các nước, đi chỗ này chỗ kia đó mà thèm cái món mắm, nghĩ về mắm là rất thèm luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Bên đây cái sạp bán đồ chanh, rau củ quả. Wow, ở đây cô này bán đậu hũ và có sữa đậu nành, các loại đậu hũ á. Ai ăn chay là rất thích. Thật ra đậu hũ này cũng có thể làm món mặn, có thể kho vịt heo cũng rất là ngon nha. Bên dãy này mấy chị mấy cô bán thịt heo. Thank you.
Đây có bà khía nè, hồi nhỏ nó cũng không biết ăn bà khía đâu, nhưng mà khi biết ăn rồi á là cũng ghiền lắm, đặc biệt là trời mưa. Trời mà mưa lạnh mà ăn cơm nóng có bà khía mặn mặn là ăn rất đã luôn nha. Ôi măng, các loại măng nhìn cũng rất là hấp dẫn nha. Rau củ quả tươi, trái cây tươi, nói chung vô chợ mà nhìn mấy cái loại rau củ quả tươi là thích rồi, nhìn trái cây tươi cũng rất là mê luôn. Cái lý do mà người dân Việt Nam vẫn quen thói là đi chợ truyền thống, bởi vì vào có thể là mua chỗ quen rồi nhìn đồ hàng tươi nên rất là thích. Mặc dù trong siêu thị cũng có rất là nhiều, nhưng mà cái cảm giác như là cái lời chào rồi có trả giá, đôi khi bây giờ đi quen cũng không cần trả giá, nhưng mà ra gặp người này người kia trò chuyện rồi tám tí như vậy mà cũng rất là vui. Cho nên Nick nghĩ là nhiều bà con cô bác, nói chung là người Việt vẫn còn có thói quen là đi chợ truyền thống, vẫn thích chợ truyền thống. Còn trong siêu thị mặc dù là rất sạch đẹp, khang trang, giá cả đâu đó rõ ràng hẳn hoi, nhưng có cái là mọi người chỉ đi coi hàng, thấy hàng thích thì bóc đi tính tiền thôi, chứ ở đó thì không có cái là ngồi tán dóc rồi cò kè bớt giá thêm bớt chút này kia như là ngoài chợ. Do vậy thì có lẽ là cái văn hóa còn in đậm in sâu trong mỗi con người, cho nên là nước nghĩ chợ truyền thống vẫn còn tiếp tục kéo dài nhiều năm nữa về sau, cho dù là siêu thị hiện đại có lấn sân, có tấn công vào Việt Nam cũng đã nhiều năm rồi, nhưng chợ truyền thống của Việt Nam vẫn còn tồn tại và có lẽ là tiếp tục kéo dài trong thời gian tới nữa. Ngoài ra thì ở chợ truyền thống á, có những cái mặt hàng mà trong siêu thị không có, ví dụ như là trầu cao, nó vừa đi ngang đó, trầu cao cho lễ hội đám cưới này kia thì ở trong mấy chợ truyền thống thường là tìm có, còn siêu thị thì tùy, hầu như là cũng không có nha. Có siêu thị nó không thấy bán ở trong đó đâu, chỉ có những cái chợ truyền thống như thế này mới có nè. Và hình như là trong chợ thì người ta cần cái gì cũng có thể có được hết. Rồi ở đây thì ra tới đường Nguyễn Thái Sơn, bên kia còn là một khu của chợ Gò Vấp nữa. Để Nick đi lên đây thì băng qua đường đi vào khu bên kia luôn nha. Ở đây có một cái miếu cổ nè, để chữ xưa thì theo tìm hiểu mới biết được đây là có tên là Thất Phủ Thiên Hậu, hay còn gọi là Chùa Thiên Hậu, Chùa Bà Thiên Hậu. Thì đây là một cái kiểu của văn hóa người Hoa, đi đâu cũng xây cái chùa này để thờ Bà Thiên Hậu, hay còn gọi là miếu thờ Thiên Hậu. Đây thấy là bên trong là có bệ thờ của Bà Thiên Hậu. Chỗ này nghe nhiều người nói cũng rất là linh thiêng, nhiều người ở Gò Vấp hay đi đến chợ và đi cúng chùa này. Trong cái khoảng sân này có những cái nhang khoanh tròn bây giờ treo, và ở đây có cái rất là hay là thấy là phía dưới nhang khoanh này có những cái mâm để mà treo trên đó và hứng tro của mấy cái nhang đó, không để rơi vãi xuống ở dưới đất. Đây là bên khu ẩm thực, khu bên này của chợ thì đa số là các quầy ăn uống nè, thấy là có
bánh hỏi, bún thịt nướng. Wow. Giờ này đó là tầm gần 11 giờ trưa rồi. Hôm nay Nick ghé chợ này cũng khá trưa cô chú anh chị nhé. Thông thường chắc là mọi người đi chợ vào lúc sáng là đông hơn, còn bây giờ là trưa rồi nên cũng vắng và cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi. Đây mấy cái gian hàng ăn uống. Chợ truyền thống của Việt Nam thì Nick thấy là những cái chợ lớn bao giờ cũng có cái khu dành cho ăn uống. Có thể mọi người đi chợ và sau đó nếu vào buổi trưa thì ghé vào ăn luôn. Khu này thật sự là lần đầu tiên Nick tới, cũng chưa bao giờ vào. Nick cũng sẽ đi tiếp tục đi vòng vòng quanh khu vực này luôn. Và quay tiếp tục cho cô chú anh chị mình xem luôn nha. Con đường bên hông mà của khu chợ này Nick vừa đi đó có tên là Trưng Nữ Dương, còn ra tới đây đó là đường Lý Thường Kiệt rồi. Khu vực này Nick thấy là nhóm chợ xung quanh cũng còn rất là đông nha. Mặc dù tầm này thì khách đi mua, người đi chợ thì ít lại rồi, cũng trưa, khá trưa rồi, nhưng mà chợ vẫn lúc nào cũng có người, có xe buôn bán, cũng nghe tiếng rau này kia cũng vô nha. Rồi để Nick đi vòng qua bên kia phía trước, đây là đường Nguyễn Văn Nghi. Bên kia đường thì thấy có tiệm vàng Kim Thành, Kim Phát thì cũng rất là lớn luôn nha. Sách Lạc Xuân.
Ồ, chỗ này có bán mấy trái gấc nè, nhìn rất tươi đã luôn. Gấc để làm màu cho xôi rất là ngon, màu tự nhiên của cây trái. À, hình như là chuối này, chuối hộp thì phải, chuối hộp ngâm rượu hoặc chuối hộp gì đó, nghe nói trị được một số bệnh gì đó, mọi người vẫn còn mua về sử dụng để chế biến ra các loại thuốc, nấu thành nước gì đó. Còn cái trái này thì Đức không biết gọi là trái gì, như là trái nhào thì phải. Cũng nghe nói là nấu thuốc trị bệnh gì đó, tiểu đường hay là huyết áp gì đó thì phải. À, bây giờ đi vòng lại bên này của chợ, và sau đó đi theo đường Nguyễn Văn Nghi nè. Thì ngay đây là góc ngã tư của Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Thái Sơn. Chỗ này bây giờ rất là đông đúc sầm uất luôn. Nick nghĩ là hôm nay thì ngày chủ nhật cuối tuần nên là không có đông bà con đi chợ lắm, với lại là cũng trưa lắm rồi. Chỉ còn ngày bình thường mà đi công việc ở ngang khu vực này á, xe cực kỳ đông, bị kẹt xe tắc nghẽn luôn, rất là nhiều. Hôm nay là đỡ, hôm nay là ít người đi cho nên là không đông lắm không ạ. Nhưng mà nhìn chung á là khu vực chợ Gò Vấp này xung quanh Nick thấy là rất là sầm uất. Bây giờ bên kia đường là cũng có đang trải nhựa làm lại mặt đường hay sao đó. Rồi đây là khu vực chợ, bên hông của chợ bên phía đường Nguyễn Văn Nghi nè. Thì chờ đèn đỏ phía trước thì xe cộ nối đuôi nhau cũng khá là nhiều. Mới nghĩ là ngày bình thường giờ cao điểm ở chỗ này nếu mà đi vào chắc chắn là kẹt xe rồi. Tới đoạn này là sắp hết khu vực chợ rồi. Hôm nay review chợ Gò Vấp cho cô chú anh chị mình xem và coi lại, biết về chợ tình hình ngày nay như thế nào nhé. Đây là một trong những ngôi chợ cổ nhất của Sài Gòn từ ngày xưa. Đến đây thì Nick cũng xin tạm dừng video clip nhé. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video clip phía sau. Chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc một ngày chủ nhật bình yên, hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Bye bye.